tạm thời lùi ra. Thương binh đang rất nhiều ở trong cái pha giao tranh này. Điện đạt định điểm không gây được sát thương của ai cả. Bắt E2 mất tầm của Silas và dứt điểm được Jerry. Ok, đai tên lửa. Wow, một đai tên lửa chích quy dạng nổ dứt điểm luôn. Có nhất thống của Sen, nhất thống Rio rồi. E nè, E tốc biến. Wow, double kill cho Shinji. Và sau đó sẽ đủ chiếc bộ kêu chăng lao vào tấn công bị trụ bắn hay hit tạm thời lưu ra. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình hãy cùng đến với lại Shinji, người được mệnh danh là Best Vladimir ở thời điểm hiện tại với hơn 10.000 giờ chơi vị tướng này. Rồi để coi với một con Vladimir hơn 10.000 giờ chơi thì anh ta sẽ có màn trình diễn như thế nào ha. Đi thôi. Ok, đến với bảng ngọc của Shinji, chúng ta đang thấy một con Vladimir có tăng tốc pha, áo tràng mây, tăng tiến sức mạnh cũng như là cái điểm thiêu rụi ở cái nhánh pháp thuật, nhánh phụ chúng ta sẽ có một cái đắc thắng và chốt chặn cuối cùng ha. Rồi, ok, hãy cùng đến với màn trình diễn của Shinji. Shinji là một người chơi đánh Vladimir hơn 10.000 giờ nè. Và hiện tại thì anh ta đang cày rank hàng với mức rank ở thời điểm này đang là mức rank cao thủ. Đánh cũng chiến. Vừa rồi là một tình huống ghé thăm ra khu vực giữa đến từ Khajiit. Ấy da, Silas có bùa đỏ. Bỗng nhiên bùa đỏ đó được chuyển về dành cho Shinji, ngon thơm chứ bơ đó chứ. Thứ nhất là cái kèo này là cái kèo mà Shinji tay dài hơn. Đồng ý là con Vladimir nó là cái con tướng không phải quá mạnh ở thời điểm đầu của ván đấu anh em. Nhưng mà nó siêu khỏe ở giai đoạn về sau. Anh em biết là kiểu dạng giai đoạn về sau mà nó lên được cái đai hỏa tiện hashtag đó, nó bơi vào xạ thủ đỡ không nổi. Tại vì nó có máu độc, nó có lặn bể máu ha. Thì đây là cái con tướng thiên hẳn về giai đoạn về cuối của ván đấu anh em. Ừ, kèo này thật ra vẫn là cái kèo kỹ năng của Silas, nếu mà Silas chơi tốt thì vẫn ok. Và quan trọng là Silas chơi như thế nào mà thôi. Hiện tại thì cái mức rank của Shinji đang là mức rank cao thủ hàng ha. Nhưng Silas thì hình như là đại cao thủ á. Rồi, với cái bùa đỏ như thế này thì cũng đang khá là thoải mái và tiện ích dành cho Shinji nè. Cấp độ 6 đã có rồi. Đang cố gắng được có thể nhấp nhả và trao đổi chiêu thức. Vladimir được một cái là nó cực kỳ khó chịu. Tại khả năng trụ đường của nó tốt quá anh em. Nó hồi phục đến từ những tình huống chích quy nổ á. Rồi bị rừng của phía đối phương ra căng, vẫn đang hết sức bình tĩnh quay ngược trở lại chích một cái quy dạng nổ. Ok, gọi là nổ cho anh em quen thuộc ha. Được cường hóa lên với một cái quy thì khi đó cái lượng sát thương cũng như khả năng phục nó sẽ được tăng thêm rất là nhiều. Ở bên cạnh đó thì nếu như mà anh em nào mà chưa biết á, thì ngoài cái việc mà truyền máu hồi phục được máu á, thì cái nội tại huyết thể của Vladimir nó sẽ giúp cho Vladimir hướng tới nhiều máu hơn. Ví dụ sức mạnh phép thuật thì nó sẽ tăng thêm máu và ngược trở lại. Thì khi mà mình lên những món trang bị tăng máu thì nó sẽ được nâng cấp thêm cả sức mạnh phép thuật nữa. Với một cái tỷ lệ nhất định, Silas muốn ổn định nè. Nó vẫn đang còn phép trợ thiêu đốt nha. Cẩn trọng chút xíu. Có máu độc khi mà Silas cướp, và bên cạnh đó cũng là cái tình huống hồi phục đến từ Shinji với một tình huống máu độc. Khajiit thì bắt đầu là đang binh có rừng của phía đối phương bên cánh trái à, rất thành công, mắc E2 trúng nè, vẫn còn lặn bề máu xuống và tạm thời là chưa gặp nguy hiểm. Vẫn tiếp tục lỡ lại trụ đường khi mà cái đợt lính đang chuẩn bị đẩy vào anh em ơi. Mất đúp rồi, nhưng mà có tốc biến, có thiêu đốt. Rồi như vậy là không có một tình huống băng trụ nào tiếp đến từ Silas. Với con Vladimir thì mọi người có thể lấy cái nhánh phụ, ngoài cái dịch chuyển thì mọi người có thể lấy cái tăng tốc hoặc là cái phép trợ thiêu đốt để có thể gia tăng thêm khả năng Odin ha. Ui, E mắt tầm lặn bể bóng xuống, chích quy tốt, thiêu đốt luôn. Ui, solo kill rồi. Một tình huống tính sát thương rất tốt đến từ Shinji. Hơn 10.000 giờ chơi đó anh em, đánh cháy thật sự. Với con Vladimir thì chúng ta sẽ có một cách nâng điểm là mắt quy mắt E, hai cái điểm mà chúng ta sẽ có nhiều đam nhất, nhiều sát thương nhất. Rồi thường thì chúng ta sẽ nâng, sẽ mua cái đai tên lửa hashtag ha, để có thể bơi vào ở hàng tuyến sâu tốt hơn. Bị bắt E2 trúng nè, nhưng vẫn đang lạng lách, chích quy nổ đâu thật sự đâu. Cứ chơi xong rồi hồi phục anh em. Những con tướng mà có khả năng hồi phục tốt á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái điểm lợi khi mà đi đường. Chúng ta vẫn còn nhớ cái giai đoạn mà ui, máu độc đẩy vào luôn, không có thiêu đốt nhưng sát thương. Sát thương là đủ rồi. Liên tiếp là những tình huống truyền máu có nộ. Đau thật sự. Khó chịu thật sự rồi, ông Silas khó thở rồi. Những con tướng mà có khả năng hồi phục tốt anh em, nó khó chịu lắm. Ví dụ như là đơn cử là con Garen, ví dụ như là con Set ở trong cái giai đoạn khi mà con Set mới xuất hiện á, thì một trong những cái điểm mạnh của con Set là nó hồi phục cực lớn. Ray đang chạy, liệu rằng có chạy được không đây? Chích
Quy dạng nổ kết hợp cùng với lại đó là một tình huống tốc biến. Hạt không nổ đang được kích hoạt đến từ Ray và tạm thời anh ta đang chạy được. Nhưng sau đó sẽ là như thế nào đây? Jerry có nước nhanh như điện nha. Vẫn đang cố gắng để có thể truy đuổi, nhưng phía bên kia thì Jerry đã bị bắt lại. Aya Varus với lại Zyra không cho Jerry di chuyển anh em ơi. Đau thật sự chứ. Rồi, ok, chưa đủ sát thương khi mà phép vật trời thiêu đốt cũng chưa hồi lại anh em ơi. Nhưng mà đây là cái tiến độ khá là tốt ha. Một con Vladimir 300 bắt đầu đang tấn công khu vực dưới. Có đài tên lửa chuẩn bị áp sát, tấn công luôn bằng cái chiêu cuối. Ui, đau thế nhò. Nguyên một cái combo bốc hơi trắng máu cùng Ray luôn á chứ. Hay da, cái thủy triều máu sát thương là cực nhiều. Bây giờ mới là 3 điểm thôi. Ở trong bối cảnh ở thời điểm hiện tại thì có lẽ như cũng chưa có nhiều lắm kháng phép anh em ơi. Chích quy cái nhẹ nè, thốn có e có quy, quyết định đến từ Shinji là thôi về. Về sẽ ra lên cái dây chuyền chữ thập Banshee ác vậy. Ok, sẽ tình huống ghé thăm tiếp của Shinji ở khu vực dưới. Wow, một cân hai không, không được anh em ơi, có sai lát bên phía sau nữa. Một pha bắt e lắc đầu đến từ sai lát rồi chưa vào đủ tầm. Vẫn còn đai tên lửa của Shinji ha. Bị trói. Ok, bị bắn. Hãy đai tên lửa dứt điểm nãy xưa. Để mà gục thứ 5. Tốc biến làm choáng tốt. Chích quy bể máu lặng né chiêu. Ok, điểm hạ gục thứ 7 là đây. Nãy xưa pha xử lý cực nhanh với một tình huống lặng bể máu xuống để có thể thoát khỏi sợi xích tội lỗi. Lao vào một cân 2. Máu độc trúng vào cả hai. Zara lên dĩa rồi. Sau đó sẽ tiếp tục tìm cái mục tiêu tiếp theo thôi anh em ơi. Bị làm chậm bởi mưa tên. Về nhà lần này thì chúng ta đã có được hai cái gậy quá khổ, 10 điểm phòng ngự hắc ám. AP của Shinji bây giờ đang là con số 304. Ôi ôi, ổng đi đường khỏe. Cái bây giờ ổng xanh vải. 7 điểm hạ gục trên tổng số 13 điểm hạ gục của team. Trời ơi, một e hết lính luôn á chứ. E mới có 3 điểm mà. Tại vì AP nhiều quá. À, một điểm AP thì sẽ cho Vladimir 30 máu tăng thêm anh em. À không, 30 máu cho thêm một điểm chứ. Ở đâu? Đúng rồi, một điểm cho 30 máu, còn 30 máu cho 1,6 AP thì phải. À, anh em nào mà chơi Vladimir nhiều thì anh em có thể comment phía bên dưới cho Linh biết nha. Rồi ok, một tình huống cướp máu độc của Salad. Ác thật sự, nhưng mà pha cù cưa này thì Salad chưa đủ áp lực. Cấp độ 11 đến từ Salad, máu cũng đang hơi nhiều ha. Rồi Shinji không ngại, đang gạ kèo 1-1 để xong cái đợt lính đó thì cũng về luôn anh em, cũng tiếp tục ở lại rình đập. À thôi, về nhà xài tiền có được cái mũ rồi. Rồi ok, đính chính với mọi người thì chúng ta sẽ có 30 máu tăng thêm thì sẽ được một sức mạnh phép thuật, còn một sức mạnh phép thuật thì sẽ được 1.6 máu tăng thêm ha. Chuẩn xác rồi anh em ơi. Rồi ok, một tình huống câu chiêu cũng khá gắt của Shinji. Đang nhấp nhả mà thôi. Ui, một pha combo hơi fail của Annie một chút xíu, không giữ chân ai cả. Đang Ara một khu vực giữa đến từ cho cả hai team. Azip vừa rồi đổi mạng cùng với lại Ray. Full máu nè. Đang chuẩn bị nhấp. Ui ơi, một combo gần trắng máu của Zyra. EQ đó chứ. Có nhất thống của Sen. Quyết định là lao vào đến từ bên phía của team CG. Giữ chân được Silas và không đủ sát thương để có thể dứt điểm rồi anh em. Tạm thời lùi ra. Thương binh đang rất nhiều ở trong cái pha giao tranh này. Điện đập định điểm không gây được sát thương của ai cả. Bắt E2 mất tầm của Silas và dứt điểm được Jerry. Ok, đai tên lửa. Wow, một đai tên lửa chích quy dạng nổ dứt điểm luôn. Có nhất thống của Sen, nhất thống riêu rồi. E nè. E tốc biến. Wow, đắp một kill cho Shinji. Và sau đó sẽ đủ chiếc một kill trắng. Lao vào tấn công bị trụ bắn hay hit. Tạm thời lưu ra. Một pha hồi tốc biến cũng như là một pha có tốc biến cũng như là đai tên lửa để có thể áp sát tấn công Varus. 1-1 không có tuổi dành cho Ray rồi anh em ơi. Gần như là không có quá nhiều kháng phép. Ray mới chỉ hai món trang bị là một cái nọ tự thủ với lại một cái kiếm âm u. AP của Shinji bây giờ đang là một con số 438 ha. Rất nhiều AP. 10 điểm phòng ấn ngắt khám. Một đai tên lửa, một mũ. Vẻ điên rồi. Như anh em cũng biết rồi, con Vladimir này là cái con tướng sẽ thiên về late game. Late game nó bơi vô xạ thủ không biết sao mà chống nó chứ.
bắt buộc phải có một cái đao tím dành cho Varus, một cái đao tím cảm giác cũng chật vật lắm, không biết là có nổi không đây. Đang có ý định bắt vào người của Zyra, một combo nè, cái này là quy thường thôi nha, nhưng mà bây giờ chuẩn bị có quy nộ nè. Ây da, chịu không nổi. E bây giờ cooldown rất nhanh, E hình như là 4 giây thì phải, sát thương là cực nhiều. Để coi coi cái đúp của Shinji sẽ là bao nhiêu giây ha. Rồi, đang chuẩn bị tấn công đồ khu đường trơm khi mà ép lui được cả Ray rồi. Hay da, quy đúp không đủ sát thương của Varus. Baron thuộc về cho bên phía của team Shinji. Và sau đó Ray cũng đã phải lên mạng điểm số. Rồi, Varus sao mà chạy cấp độ 11 với lại cấp độ 14 có máu độc. E 18 giây, quay ngược trở lại dứt điểm rồi. Nice, gọn ghẽ mà thôi. Gần như là bây giờ các thành viên của phía đội 2 không thể nào ngăn cản được Shinji rồi anh em ơi, rất khỏe rồi, thậm chí là cái món trang bị thứ ba sẽ là một cái trượng hư vô nữa. 528 AP và có trượng hư vô. Bây giờ mà có đai tên lửa là dứt điểm được Zyra rồi chứ. Zyra đép sao nổi nè. Hút máu siêu thấm luôn. Siêu thấm thật sự chứ. Chích video lính rồi, lấy nộ nè. Mình gọi cái nội tại của Vladimir là nộ luôn ha, cho nó dễ hình dung. Bây giờ Varus chịu không nổi nha. Varus nhiều khi là vô là bị chết, vô là bị chết. Thấy trên đường là bị chết. Kiểu như bắn cái chiêu cuối thì Shinji có thể đứt né nè. Và rất ở khu vực đường giữa nè, khó thở rồi, khó thở thật sự. Bắt đầu lao vào, Zyra làm gì thế này? Thôi không cần phải dứt điểm Varus nữa rồi. Ok, Shinji là một trong những cái ứng cử viên mà chắc là sau này Linh sẽ làm video cũng nhiều nhiều để coi những cái sự lựa chọn ở khu vực đường giữa nó đột biến như thế nào ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người ở những số video tiếp theo. Bye bye.